dàn nữ thần 8-10 xứng danh thế hệ vàng không thể thay thế trong K-pop. Phim Hàn luôn luôn phát triển, dàn sao cũng liên tục xuất hiện, cạnh tranh gay gắt. Chúng ta đã được tiếp xúc với rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp xứ Hàn ở các thế hệ, nhưng xét cho cùng, những sao nữ thế hệ 8X là có đóng góp lớn lao hơn cả trong sự phát triển của làng phim Hàn. Trong đó, những cái tên dưới đây chính là huyền thoại, là thế hệ vàng không thể thay thế của làn sóng Hollywood. Trần Chi Hiên. Ngôi vị nữ thần số 1 của Hàn Quốc không ai khác chính là Trần Chi Hiên. Ngay từ thời kỳ đầu mới ra mắt, Trần Chi Hiên đã đình đám với White Valentine và cô nàng ngổ ngáo. Sau hơn 20 năm hoạt động, có hàng loạt tác phẩm đình đám như Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh, Tên tuổi chị chỉ ngày càng lên mà thôi. Thậm chí, hiện tại dù đã qua tuổi 40 thì Trần Chi Hiên vẫn vững vàng ở ngôi vị nữ hoàng, mợ chảnh ở cây bít đỉnh như vậy đấy. Song Hye Kyo. Tuy rằng cũng có lúc Song Hye Kyo gặp sóng gió, hình tượng bị ảnh hưởng ít nhiều, thế nhưng trong số các nữ thần đình đám nhất làn sóng Hollywood luôn có tên chị. Một phần là nhờ nhan sắc mỹ miều, khí chất chỉ có lên không có xuống. Phần khác là Song Hye Kyo có cả một gia tài phim ảnh đình đám, tiêu biểu như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời, nên danh tiếng của chị duy trì hơn 20 năm không hề sụt giảm. Thậm chí, đã 6 năm rồi không có tác phẩm nào nổi bật, thì thương hiệu Song Hye Kyo vẫn thuộc hàng siêu sao. Son Jae-jin. Son Jae-jin khi mới ra mắt đã gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh thuần. Vậy nên chị mới có danh hiệu tình đầu quốc dân sau tác phẩm điện ảnh cổ điển, phim truyền hình Hương mùa hè. Sau đó dần chuyển hướng và trưởng thành hơn, Son Jae-jin cho người ta cảm giác vừa quyến rũ nữ tính, lại ngọt ngào dịu dàng, khiến ai cũng mê đắm không thể rời mắt. Vừa có nhan sắc lại có thực lực, dám thử thách dám thay đổi, thậm chí có khi chuyển mình ngoạn mục khiến khán giả choáng váng. Tài năng có thừa, hình tượng cực đẹp, Son Jae-jin chính là nữ diễn viên đủ tài sắc, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Kang Hyo-jin. Không đẹp lộng lẫy, không nữ tính mê hoặc, Kang Hyo-jin là một nữ diễn viên cá tính từ ngoài đời cho tới trong phim, là biểu tượng cho một diễn viên xuất sắc mà mọi nhà sản xuất đều muốn hợp tác. Trong sự nghiệp dài hơi của chị đẹp, có hàng loạt những tác phẩm xuất sắc đính kèm như Mối tình bất diệt, Mặt trời của quân chủ, It Okay That Love, Khi hoa tràn nở, Nữ hoàng rating hay Nữ hoàng phim hài tình cảm đều là những danh hiệu dành cho Kang Hyo-jin. Chất lượng tác phẩm cũng như diễn xuất và khả năng bảo chứng cho tác phẩm chính là ưu điểm của chị Kang. Kim Tae Hee. Không quá nổi bật ở mảng diễn xuất nhưng danh tiếng của Kim Tae Hee thì khó ai có thể phủ nhận. Đẹp chính là một loại tài năng, xinh đẹp lại còn học giỏi, hình tượng hoàn hảo nữa thì xứng đáng là biểu tượng khiến người khác ngước nhìn. Không có một bảng bình chọn nhan sắc nào lại thiếu vắng tên chị đẹp. Dù phim đóng không nhiều thì danh tiếng hay quốc dân độ vẫn nằm hàng top, có mấy người làm được như Kim Tae Hee đâu. Bởi vậy muốn nổi tiếng như Kim Tae Hee cũng được thôi, nhưng trước hết hãy đẹp như Kim Tae Hee đi đã. Trang Na-ja. Ra mắt làm ca sĩ rồi tiếp tục lấn sân làm diễn viên. Thời gian đầu đi đóng phim, ngoại hình quá ngọt ngào, trẻ thơ là hạn chế của Trang Na-ja. Vậy mà chị đẹp lại dựa vào chính hạn chế ấy để chọn vai diễn phù hợp như trong Cô gái thông minh, Chuyện tình nàng hề. Sau hơn 20 năm theo nghiệp diễn, nét trẻ trung phơi phới thanh xuân không đổi trở thành điểm nhấn, giúp cái tên Trang Na-ja luôn gây chú ý trong dư luận. Không chỉ có ngoại hình, thực lực của Trang Na-ja cũng đã được chứng minh qua từng tác phẩm. Ở tuổi ngoài 40, Trang Na-ja chính là biểu tượng mà rất nhiều mỹ nhân trẻ muốn học theo. Han Hyo-ju. Han Hyo-ju xinh đẹp lộng lẫy, cười tỏa nắng ấm áp, nhưng đó chưa phải là tất cả. Sự nghiệp của Han Hyo-ju còn đẹp hơn cả nhan sắc của chị. Từ điện ảnh tới truyền hình, đều có tác phẩm để đời không phải là số ít đâu. Liên tục được các nhà sản xuất lớn, đạo diễn, biên kịch hàng đầu muốn hợp tác. Trong dàn mỹ nhân cuối 8X, vừa có tài vừa có sắc lại chăm chỉ và nhiệt huyết, khó ai có thể theo kịp Han Hyo-ju, kể cả dàn sao trẻ sau này. Vậy nên tên tuổi và tầm ảnh hưởng của nàng Han mới mạnh mẽ và lâu dài đến vậy. Tứ đại mỹ nhân Hàn: Trần Chi Hiên, Song Hye Kyo, Son Jae-jin, Kim Tae Hee, nữ thần không tuổi Trang Na-ja, nữ hoàng rating Kang Hyo-jin. Mỹ nhân cười đẹp nhất xứ Hàn Han Hyo-ju không chỉ có sắc mà còn có điểm đặc biệt, mỗi người một kiểu không hề lẫn lộn. Đã vậy, những nữ thần thế hệ 8X này đều có hình tượng đẹp, đời tư tốt, mọi thứ về họ đều đạt đến độ hoàn hảo, xứng đáng là thế hệ vàng không thể thay thế.